Ủa sếp đang làm trò mèo vậy? Sao review điện thoại đi? Sắp chạy đến live rồi. Đúng. Review điện thoại điện thủng gì? Tôi biết là hôm nay là một video quan trọng không? Tôi không review điện thoại nữa. Mà tôi ấy sẽ review một con game mắc độc, mắc đỉnh, mắc hay. Anh em sẵn sàng chưa? Vào video nha. Và tựa game nó có tên là Võ Lâm Truyền Kỳ Max. Rồi, trước khi bắt đầu thì đào game đã. Tại tôi chưa có đào này mà. Tại vì mới trải nghiệm anh em, game hot nè, thì phải đào trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp từng bước một thì anh em mới cảm nhận được con game này nó như thế nào nha. Ok, ở đây mình search trên App Store thì thấy là con game này nó để là quảng cáo luôn, chứng tỏ đây là một con game mà VNG Game cũng rất là đầu tư vào cái việc truyền thông cho nó để anh em có thể tiếp cận được con game này một cách tốt nhất. Ở đây thì với con game này thì tôi nghĩ là nó cũng là một con game MMORPG, cho nên là cái dung lượng của nó cũng sẽ kiểu hơi nặng một tí. Cho nên anh em nhớ là chừa ra một cái bộ nhớ vừa đủ để download con game này nha. Rồi, sẵn thì trong lúc chờ con game này đang download á thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một chút về con game Võ Lâm Truyền Kỳ Max này nha. Các anh em Gen Z hay là 9X ở Việt Nam thì nghe quá quen với cái tên Võ Lâm Truyền Kỳ hay là Kiếm Hiệp Tình Duyên là đúng không? Truyền kỳ ngành game luôn, qua 17 năm vẫn còn hot. Chưa kể là đợt này VNG Game còn ra mắt thêm con Võ Lâm Truyền Kỳ Max này với một cái khẳng định là trải nghiệm tuyệt đỉnh, nhập vai tuyệt đối anh em ạ. Mấy anh em nào mà nghiện thể loại game này thì đúng là tuyệt vời luôn. Nhưng mà có một cái khá hay mà mình thấy là trước khi anh em đào game á thì ở đây là mình thấy có cả huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long này, rồi cầu thủ Đoàn Văn Hậu, rồi streamer Mithy các kiểu đều là góp mặt trong cái trò chơi này luôn. Thế thì tôi đang mong được solo với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long anh em ạ. Mấy ngày nay là tôi tập võ hơi bị nhiều ấy, vậy xuân quyền các kiểu à. Ok, tôi vào game rồi anh em ạ. Anh em có thể thấy đây là giao diện đăng nhập của game nha. Thì có một cái điểm cộng mà mình khá là thích, đó chính là anh em có thể đăng nhập qua Zing ID hoặc là chơi ngay. Cá nhân mình thì mình khuyên anh em là nên đăng nhập bằng Zing ID để trường hợp anh em có đổi máy thì cái Zing ID đó nó sẽ lưu lại toàn bộ những cái thông tin và những cái cày cuốc của anh em trong game. Còn nếu anh em muốn chơi nhanh trên một cái điện thoại nhất định thôi thì chơi ngay cũng được. Cá nhân mình thì mình chơi nhanh để cho anh em có thể thấy được nhanh nhất một cách khi mà mình test như thế nào nha. Rồi, đăng nhập thôi. Ở đây là mình sẽ coi cả cốt truyện của game thì phải. Đúng rồi, con game này cũng sẽ có một cái cốt truyện để cho anh em có thể follow theo để anh em làm nhiệm vụ và cũng như là hoàn thành một số cái nhiệm vụ thì nó cũng sẽ được tiếp tục cái phần cốt truyện của game. Đấy, nói chung là cũng có một chút đầu tư đấy anh em ạ. Nói chung chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ anh em đều hiểu mà đúng không? Rồi, thì nói chung là mới vô game á thì nó cũng sẽ có một vài cái hướng dẫn nho nhỏ để cho anh em có thể làm quen với cái bộ kỹ năng của nhân vật. Ở đây là cho tôi chọn cái gì đây? Chú sợ. Rồi mở to lên coi bát cho nó phê anh em nha. Né này. Ui xời. Tôi né xong tôi đâu này. Đây. Lão á. Bù lão này, bù lão. Làm sao? Này sao? Ui, anh em thấy không? Điểm về sát thương nó cũng hiện lên luôn này. Lướt này. Lão á. Lướt, đánh lướt. Đó, bài bản chưa? Đấy. Nói chung là tôi là một kiểu chơi spam phím loạn hết cả lên. Quạt. Ui, công nhận là quả nhạc con này cũng ok phết đấy anh em ạ. Kiểu cảm giác nó cuốn ấy, thì nó cho mình tăng thêm cái sự kịch tính khi mà anh em chơi ấy. Bật ulti rồi đấy. Ok, cái đầu tiên thì mình sẽ nhận xét về cái đồ họa của con game này trước nha. Ở đây là cái mà tôi cảm nhận được ngay ở con game này là tôi thấy nó có một cái tông màu khá là tươi sáng này. Từ cái phần quần áo của nhân vật nha, qua cảnh xung quanh cùng cây cối, nhà hay là bất kỳ hình ảnh đồ họa nào của game á, mình đều thấy là nó hài hòa và rất là dễ nhìn và tiếp cận luôn. Tôi nói thật là con Võ Lâm Truyền Kỳ Max này nó khá là khác bọt so với những cái sản phẩm tiền nhiệm mà tôi đã từng được tiếp xúc. Hay chính xác hơn là Võ Lâm Truyền Kỳ Max này được xây dựng trên công nghệ Unreal Engine 4. Rồi, bảo sao đồ họa nó đẹp thế. Mà đẹp như thế này thì chắc chắn là sẽ thu hút được rất là nhiều những anh em game thủ từ thế hệ già đi trước, thậm chí là thế hệ trẻ như mình luôn. Và nghe bảo là Võ Lâm Truyền Kỳ Max là game trong cái series Võ Lâm Truyền Kỳ có một cái đồ họa đẹp nhất trên di động hiện nay anh em ạ. Wow, tuyệt vời đấy. Rồi, phần thứ hai này mình sẽ nói về cái phần âm thanh của con game này nha. Kể cả lần đầu tiếp xúc và trong quá trình chơi thì cái nhạc của nó đúng kiểu là kiếm hiệp luôn này anh em ạ. Nghe nó du dương thật sự. Nói thật là mình test con game mà trong lúc buồn ngủ thì đúng là mình ngủ thật luôn đấy. Bởi vì nhạc của nó du dương lắm, nghe nó dễ ngủ anh em ạ. Rồi, còn về phần âm thanh kỹ năng á thì đây mình sẽ cho anh em nghe thử nha. Đó, mình thấy là cũng khá là ok. Bởi vì đối với con game MMORPG như này thì những cái tiếng kiểu như là tiếng skill này, tiếng chém này hay là tiếng tung những cái kỹ năng này kia thì mình thấy là nó vẫn khá là quen thuộc thôi. Đó, tại vì là với những cái game Võ Lâm như thế này nữa thì anh em nghe cái tiếng này kiểu nó quá quen rồi. Còn về cái giao diện của game á thì
Tôi thấy là đối với những cái game MMORPG mà tôi đã từng chơi thì giao diện của Võ Lâm Truyền Kỳ Max thì cũng khá là dễ làm quen thôi. Mình nghĩ là ai mà chơi mấy game Võ Lâm nhiều thì mấy cái giao diện này nó rất là quen thuộc thôi. Bên phải thì có phần chức năng sâu tuyến nhiệm vụ chính phụ này, bấm vào thì nhân vật sẽ tự động đi đến chỗ đó để làm nhiệm vụ cho anh em luôn, kiểu chơi auto ấy đó, anh em được quen không? Còn bên góc này thì sẽ là bộ kỹ năng của nhân vật này, phía trên sẽ là các tab như kiểu là kho đồ và những cái truy cập ở hệ thống của nhân vật vân vân. Nói chung là cái giao diện này mình thấy là dễ làm quen lắm. À, sẵn nói luôn về cái phần setting của game nha, con game này nó có một cái setting mình thấy là rất nhiều thành phần luôn. Nếu đẩy cao nhất thì mình nghĩ là với một con game MMORPG mà cái đồ họa chi tiết và đẹp như thế này, anh em nên dùng mấy con máy cao cấp kiểu flagship ấy, chơi cho nó mượt. Anh em cũng có thể chỉnh được cả FPS luôn này. Mình thì ngán gì, cứ bật 60 FPS chơi nó sướng anh em ạ. Rồi, còn về những thứ khác ở con game này thì mình thấy là có một cái sự tiện lợi ở những con game di động nhập vai á, nhất là cái dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ như thế này, là nằm ở cái việc là tích hợp auto khá là thông minh luôn. Có thể giúp cho anh em rảnh tay cắm trend level hoặc là hỗ trợ vượt phó bản, hay là các hoạt động khá là dễ dàng. Chẳng hạn như là mình bấm như thế này, đó thì nó sẽ tự động chạy đi để làm nhiệm vụ cho anh em các kiểu. Ế, cũng ngon mà đúng không? Tuy nhiên vẫn còn một cái hay ở trong cái hoạt động của Võ Lâm Truyền Kỳ Max, đó chính là anh em không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào cái auto đâu. Anh em vẫn nên chơi ở những cái kiểu thủ công để anh em có thể tự gọi là vận động cái neuron thần kinh của anh em ấy, để mang lại một cái sự kịch tính trong cái quá trình mà anh em chơi game. Chẳng hạn như là combat này, hay là kiểu kỹ năng tung ra combo các kiểu được ghi sao cho nó chuẩn, thì lúc đó chơi thủ công nó sẽ cho anh em thể hiện kỹ năng một cách gọi là đỉnh cao nhất của những anh em VIP pro, anh em hiểu không? Ngoài ra thì anh em cũng nên trải nghiệm thêm những cái tính năng gọi là lần đầu có trong Võ Lâm Truyền Kỳ Max như thế này, như kiểu là hành đạo thư rồi long tuyền bí cảnh, đây là thiên cơ lâu vân. Nói chung là nó cũng khá là bánh cuốn đấy. Bên cạnh đó thì con game này cũng sẽ có một cái tính năng mình nghĩ là nhiều anh em sẽ mê, đó chính là cái tính năng đối kháng 1v1. Cơ hội để cho anh em thể hiện đây chứ còn đâu nữa. Ở trên võ đài 1v1 này, mọi thứ công bằng hết nha. Nên là anh em có thể thách đấu bất cứ ai cũng được, top server, cao thủ hay là trong bang hội idol nào đó các kiểu, chả ngán ai luôn. Như mình là mình chuẩn bị gọi là thử thách với thượng đài Lý Tiểu Long, kiểu bỏ công đánh mộc nhân các kiểu tôi ấy. Trải nghiệm cho con game này nó mới phê đấy bạn. Đấy, nói chung thì cái nét cổ điển và kinh điển nó giao thoa với nhau trong cái tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ Max này á, thì nó cũng giúp cho cái sản phẩm game này mình thấy là nó cũng sẽ thu hút được nhiều anh em đấy. À, mà nhân tiện nói cho anh em biết luôn là anh em đang muốn lên đời gọi là iPhone 14 Pro Max, hay là Galaxy Z Flip 4, hay là lút một cái cặp vé đi xem World Cup 2022 ấy, thì tranh thủ vào game cày top nha. Lên top là có quà xịn đấy. Mình chia sẻ thật chứ không phải là quảng cáo gì đâu. Ok, anh em thấy sao về Võ Lâm Truyền Kỳ Max? Tựa game này thực sự là nó cũng mới ra thì nó cũng khá là hot, mình review cho anh em thôi. Và nếu anh em mới chơi thời điểm hiện tại thì cũng sẽ có rất là nhiều quà tặng nữa. Mà thật ra thì cũng lâu rồi mình chưa review game, lâu rồi review lại con game nó hot một tí để cho anh em quan tâm còn coi video chứ. Đừng quên tim và follow. À, ý tưởng là TikTok thôi. Còn nếu là YouTube thì đừng quên đăng ký kênh, bên cạnh đó đừng quên like, share nha. Ok, mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace, sắp tới tôi sẽ review nhiều game hay nữa cơ. Chuyên mục game trở lại.